nữa tao đánh mày nhá. Nhá, nữa tao đánh mày nhá. Được không? Được á? Tao đánh gãy tay trái mày luôn nhá. Nước toại.com, shop bán nick Liên Quân, Free Fire, Liên Minh, PUBG và các game online khác uy tín giá rẻ. Ngoài ra còn có tử vận may cực chất chỉ với 10.000 đồng. Bạn có cơ hội nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn chỉ có tại nước toại.com. Các bạn nhanh tay truy cập link shop mình để dưới phần mô tả nhé. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại clip tiếp theo mình nhé. Đấy thì hôm nay nói qua cả anh em là hôm nay là cái ngày gọi là quá là tiên đủ của mình anh em. Thì thôi em cũng vui đây vì Diễm một người đang bận live stream công việc anh em. Đấy, thì nói sơ sơ cho anh em biết là những chuyện đen của mình ngày hôm nay là chuyện gì. Thứ nhất, mình bị mất tiền ngu. Tiền ngu là bao tiền? 14 triệu anh ạ. 14 triệu 500 đang đây ngồi ở 14 triệu 400. Đây ngồi 14 triệu 400. Cái thứ hai, mình mất một cái tiền gọi là nó đến mồm mình rồi mà cũng bị rơi xuống đất ấy. Bạn hiểu là nó đến mồm mà nó rơi đất là gọi là mất rồi ấy. Nó là nó đen nhà gọi là đấy, lại mất một cục nữa. Biết cục đấy bao tiền, cục ấy nó lặng hơn cục kia là phải 16 triệu. Hơn 16 triệu, anh em thấy nó khủng không? Cộng lại là bao nhiêu tiền rồi? Mấy rồi? Cái thứ ba là lại đến cái thằng em của Phạm Ngọc. Mà biết thằng em họ ruột nhà Phạm Ngọc, nó vừa đấy nó ngã xe ở trên đoạn chỗ mình, thì vừa mình lên thì lên thì nó đâm vào một cái ông già ở trên đoạn chỗ mình. Thì ông đấy thì vì mổ lão 2 năm rồi, thì bây giờ ông đấy đang được chuyển lên Hà Nội rồi. Vừa mình lên thì mình bận về với công việc thì mình phải về, còn em của Phạm Ngọc thì hiện tại Ngọc cả anh Quyết cả mọi người đang trên đấy giúp em Phạm Ngọc, thì vừa Ngọc có gọi cho mình là Ngọc về rồi. Ngọc về nhà có việc thì sẽ đưa em Phạm Ngọc xuống đây để mình xem tay chân nhà đi, không lấy phát thì mình phải đưa đến Hà Nội. Mà cay cái là bây giờ mình lên nói nó mặt nó còn cơm cơm nó cãi rồi, thì cái em Phạm Ngọc ấy thì tiểu sử là một thằng gọi là rất nghịch. Thì bây giờ hiện tại là tính ra là bây giờ là học hết lớp 9 rồi ấy, nhưng mà vì là cái sự dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại thì hiện tại là vẫn đang học lại lớp 8. Giáo yêu quý cô giáo vẫn đang học lại lớp 8 anh ạ. Thì lúc lớp 8 là 2 năm rồi. Theo ý kiến của mình là muốn bảo Ngọc bảo gia đình là sẽ không cho thằng em Ngọc học nữa, vì đi học vào bây giờ thằng em nó rất bú láo, là nó chửi lại cả bố mẹ Ngọc và chửi lại rất tất cả các bố mẹ của nó, ngày bố mẹ đẻ của nó cũng chửi. Và tiền bố mẹ nó để ở ví bố mà nó quan cắp. Tí nữa mình sẽ, bây giờ anh Quyết là đang đưa em Ngọc về đây, tối nay ở với mình để mình xem cái thằng em nhà, tí nữa mình sẽ dạy dỗ nó. Vừa đây là mình lên thì nó ngã xe nó đau quá mình chưa dạy được, thì tí nữa về đây mình sẽ dạy. Thì mình không biết là Ngọc ở nhà và bố mẹ Ngọc và tất cả mọi người đã dạy nó nhà, thì hôm nay là mình sẽ thay mặt nhà Ngọc sẽ dạy nó. Bố mẹ nó không dạy được thì để người ngoài dạy. Cho biết là như là vì bây giờ nó ra ngoài, nó đi nó đâm vào cái ông kia, thì ông kia là ông đi xe đạp thường, nó đi xe đạp điện, nó đâm nó đi nhanh, nó đâm bóng ý. Trời tối mình biết trời tối hay đi nhanh hay nhà mình không biết, thì mình vẫn chưa kịp hỏi. Thì đợi về đây mình sẽ hỏi lý do là nguyên nhân là như nào, vì mình đã dặn nó rất nhiều lần rồi, mình bảo nó là không được đi chơi tối là thứ nhất, cái thứ hai không được đi nhanh nặng nóc đánh võng là cái thứ hai. Nó chuyên đi đánh võng mọi người, vì là mọi người biết là cái tuổi trẻ tài cao mà kiểu là bọn tuổi trẻ là bọn nói thẳng là trẻ trâu đấy, là rất là ngông. Vì nói thật mọi người là từ cái thời mà mình từ hồi bé ấy, thì mình ai cũng có một cái thời nó trẻ trâu nó ngông như thế, nhưng mà ngông là vì là sẽ không có ai dạy, nhưng mà đây là có rất nhiều người đã dạy dỗ nó rồi nhưng mà vẫn không nghe, vì là nó lại chơi với bạn nó quá là mất dạy luôn, nên là nó sẽ mất dạy theo. Thì bây giờ thôi nữa mình sẽ quay lại cái mọi sự việc trong cái xem sau để cho mọi người biết là thật hay là giả, là mình sẽ biết ngay. Ok rồi nhá, thì bây giờ anh Quyết đang trên đường về đây, và tí mình sẽ quay cho anh xem sau. Thank you.
ở đây. Đi nhào. Nói to lên. Đi 42. Còn nếu mà đi 40 cái gì mà mày đâm người ta? Hả? Mày không nhìn thấy mày đi nhanh thì mày mới đâm như thế chứ đi chậm không mà mày đâm được. Xe có đèn thì mày không đâu. Thế tao giận mày nhỉ? Tao giận mày là không được đi bất cứ đâu buổi tối. Và trước khi đi mày hỏi ý kiến tao, mày thích khóc không? Vừa mày thích khóc mày nói đi không? Mày lớn hay mày bé? Hả? Lớn á? Từ chiều tao dặn mày nhào, không khóc. Từ chiều tao dặn mày nhào, xin phép đúng không? Thế mày sai mấy lần rồi? Mày sai một lần đúng không? Ba lần. Lần nào nữa mà ba lần. Hôm trà chanh đấy là tao bảo là tao tha cho mày vụ đấy rồi đúng không? Tao bảo mày là nếu mà mày có sai vụ nữa thì tao đánh mày đúng không? Thế bây giờ nhào? Hả? Điều mày bị như này mày muốn tao đánh nốt cho mày gãy tay kia cho mày hết đi không? Bê cái tay phải của mày tay thuận đấy. Từ trước giờ mày ngã bao lần rồi? Mày khóc cái gì? Gãy răng một lần chứ sợ? Gãy tay mấy lần chứ sợ? Hả? Bố mẹ mày chiều mày quá đúng không? Thế bây giờ tay chân như này mày làm được những gì nữa? Đi đâu cũng cần người like. Ăn uống cũng ăn được. Mày muốn bố mẹ mày khổ à? Bây giờ tao đánh mày nhá. Nhá. Bây giờ tao đánh mày nhá. Được không? Được á? Tao đánh gãy tay trái mày luôn nhá. Thế đâm ông kia kiểu gì? Ông kia sao không? Hả? Sao á? Thế bây giờ thấy như nào? Bây giờ mày nhận ra được là bây giờ mày thấy như thế nào? Mày sai mày đúng. Nói to. Không khóc. Nói to lên. Sai. Ai sai? Thế chụp chiếu người ta vào tay nhào. Gãy. Gãy mày đốt. Gãy đốt tay hay gãy đoạn nào? Có đập đầu đâu. Đi 40 xe đạp điện phi là người ta. Địt mẹ mày, định đánh mày chặn đi mà địt mẹ mày. Mẹ ngã bao nhiêu lần rồi không biết được rút nghiệm. Hôm nay mày mà phi ông kia chết ở đấy làm nào? Thằng nào ở kia rủ đi. Thằng nào? Nó rủ mày lên để uống nước đúng không? Thế mày đi đâu? Đi đâu xuống đấy? Chơi đâu? Nó rủ mày chơi đâu? Rủ nhà nó. Chơi gì nhà nó? Em bảo từ sáng. Hả? Em bảo từ sáng. Mày bảo nó từ sáng mày chơi nhà nó, tối nay chơi nhà nó. Chiều mày đi chơi chán à? Thế chơi nhà nó định chơi gì? Đánh cái từ à? Hay chơi gái? Hả? Có số điện thoại anh kia không? Thế nó đi nào nàng mày bằng gì? Đi gọi xuống hỏng rồi. Vào đây đi, ngã hỏng rồi. Lúc rơi nhà tắm. Cái gì? Rơi nhà tắm. Rơi lúc nào? Chiều. Lúc chiều á? Thật không? Tao có nhà thoại vẫn còn sao? Điện thoại nó màn hình nó hỏng. Nhưng mà nhớ số không? Nhớ fail không? Nhắn tin nó bằng gì? Fail gì? Fail là có fail nó đúng không? Nhớ điện thoại fail không? Nhớ mật khẩu Facebook mày không? Đừng nói không. Em bị ấy mà em cài vào máy người khác. Điện thoại hỏng bây giờ không lên được. Ít ra phải có số nó. Có fail. Thế bây giờ không nhập được fail khác vào à? Không nhập được fail vào tìm fail nó. Fail nó tên gì? Xuân Nhân. Xuân Nhân á? Về ngơi nhá. Mai gọi thằng ấy xuống đây. Bây giờ bảo nó xuống đây thăm tao. Bây giờ về nhà kia nghỉ ngơi. Ngủ tối nay ngủ nhà anh Quyết. Tối nay không về nhà đâu cả. Không đi đâu cả. Về nhà anh Quyết. Đi về ngủ. Mai đang nói chuyện với sau. Con trẻ con mới lớn xe pháo đi. Mẹ định đánh nó nhưng thấy nó khóc đấy không đánh. Chứ nhìn
khóc thương nó đánh. Để ra kẻ nó đéo sao luôn. Đấy mọi người ạ, sự việc trẻ con bây giờ ra đường là nguy hiểm lắm. Đúng cái là tung này tung nọ hết rồi. Biết rồi, hôm nay em nặng rồi. Nói chung là thằng này bây giờ mình sẽ bắt nó ở nhà mình nuôi nó, mình dạy nó không cho về nữa. Học thì không biết là có học được hay không, nhưng mà hiện tại là bây giờ đang nghỉ hè, mình bắt nó sẽ ở đây mình mai mình sẽ đánh trận chứ. Để vậy là mình thấy nó mới đang đau, vừa kiểu mới vừa đi bệnh viện mỗi một về mà thì bây giờ đang đau nên là mình đánh nó nữa, cả nó đang khóc thương quá nên mình không muốn đánh. Thì để mai cho nó đỡ đỡ một tí rồi mình sẽ dạy cho. Mai chứ mình dạy là dạy cái thằng bạn nó thôi. Có gì mai mình sẽ cho mình xem sao. Tí nữa Ngọc gọi cho mình bảo là cái yêu. Nếu cái mình nhận có gì sẽ quay cho mình xem sao.